Chiều nay tại Đà Nẵng đã diễn ra chương trình họp báo hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN 16, AMRI 16, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm. Theo đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chủ trì đăng cai tổ chức hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN cộng 3 lần thứ 7 và các hội nghị quan chức cấp cao liên quan từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Việt Nam lựa chọn chủ đề truyền thông từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN tự cường và thích ứng làm chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ nội dung nghị sự. Chủ đề nêu bật vai trò sứ mệnh của lĩnh vực truyền thông trong giai đoạn mới, đưa thông tin trở thành động lực của phát triển, không chỉ cung cấp thông tin mà còn thúc đẩy chuyển đổi từ thông tin thành tri thức để xây dựng một ASEAN tự cường, củng cố năng lực nội tại, khả năng chống chịu và thích ứng để khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN không chỉ hướng nội mà còn sẵn sàng ứng phó với những biến động trước tình hình thế giới hiện nay. Trong khuôn khổ tuần lễ diễn ra sự kiện, các hoạt động chính bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Amri lần thứ 16, Hội nghị Amri cộng 3 lần thứ 7, Hội nghị Sumri lần thứ 20 và Sumri cộng 3, Sumri cộng Nhật Bản, Diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng, Hội thảo ASEAN về chuyển đổi số báo chí, kiến tạo trí thức số, ngoài các cuộc họp chính thức, các hoạt động bên lề tại sự kiện bao gồm các cuộc làm việc song phương giữa các nước, triển lãm ảnh ASEAN, khu trải nghiệm trực tuyến phim ảnh ASEAN, gian hàng của thành phố Đà Nẵng và gian hàng của 7 doanh nghiệp công nghệ số.